Không, không, Thiên Thế ơi, đừng nhát anh, anh sợ lắm. Anh yêu đó chỉ chưa duyên hài lòng, chẳng nghe phải trích chỉ khăn tàn cho trọn nghĩa vợ chồng. Nhưng đừng nên bắt anh theo về chôn diêm đài, trăm lần không để anh sống mà lo cúng cơm cho nàng. Đời với nhau chung một nay mồ quan lẻ đôi cô phòng chung diêm đài, nay về đây bắt linh sang hồn theo xuống nơi suối vàng. Tai nghe nói như bầu trời xoay, tóc gái ta nay dựng hết rồi. Trời đất ơi, mọc ốc khắp người. Đến Thế ơi, anh sợ lắm. Sao? Đừng nhát anh lại em. Đêm qua chút nó đã quê răng lòng sắc son, trên dung quanh hoàng sống chung chung với nhau tình sàng sao?